mua lại nhà máy điện để khai thác Bitcoin. Quá trình khai thác các loại tiền điện tử như Bitcoin tiêu tốn rất nhiều năng lượng và dĩ nhiên điều đó cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy liên quan đến môi trường. Theo Masable, một công ty khai thác Bitcoin tại Pennsylvania có tên cho Digital Mining, vừa mua một nhà máy sản xuất điện nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động khai thác tiền điện tử. Trước đó, công ty này đã huy động được 105 triệu USD để mở nhà máy điện chuyên phục vụ quá trình khai thác Bitcoin của họ. Nhà máy này đang đốt chất thải than để sản xuất đủ năng lượng cung cấp cho 1.800 chiếc máy khai thác. Cho Digital Mining cho biết công ty hiện đốt khoảng 600.000 tấn chất thải than tại Georgia mỗi năm để phục vụ cho hoạt động khai thác Bitcoin. Thông tin này được công ty công khai trong hồ sơ nộp lên SEC, Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi cho tuyên bố công ty có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động của các nhà máy đốt than nhằm tạo ra nhiều năng lượng cho các dàn máy khai thác. Vào tháng 8, công ty này đã mua lại nhà máy điện thứ hai ở Pennsylvania có tên Panther Creek. Chưa dừng lại ở đó, họ còn chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô hoạt động của nhà máy này thêm mùng 1 tháng 3 so với trước. Quá trình khai thác Bitcoin yêu cầu các bộ xử lý luôn phải hoạt động với công suất cao để có thể giải các phép tính phức tạp. Quá trình này giúp duy trì số cái kỹ thuật số của tiền điện tử, hay còn được gọi là blockchain. Khi các phép toán được giải, những người khai thác sẽ nhận được Bitcoin như một phần thưởng. Càng có nhiều sức mạnh tính toán, càng nhiều phép tính được giải. Điều này giúp cho người khai thác nhận được càng nhiều Bitcoin. Quá trình này phức tạp đến mức đa số các mẫu máy tính cá nhân hiện nay không còn đủ khả năng để khai thác Bitcoin. Vì thế, nhiều thợ đào đã chuyển sang mua các thiết bị khai thác chuyên dụng có giá hàng nghìn USD để thực hiện công việc này.